là một phao hả? Mình cáp luôn phít đồng rưỡi một phao hả? Cái chim nè, cá nè, rồi để cho nó tươi đây. Đây là cá chim đồng rưỡi một phao. Đây mọi người đi câu cá thì không có, nhưng mà mua được 23 con cá chạy một đồng mấy con nè, mà ngon quá trời nè, tươi chưa, cái nục đây nè. Hôm nay câu không có mà người ta câu lại có, cho nên mình mua của người ta luôn nè. Đã chưa, bự chưa mọi người? Đây đồng mà một đồng 20 sen chứ mấy đâu. Để con cá dư vô cho để nó nắng nó này. Cái người 4 là một phao, một con đây bao nhiêu má mi? 20 đồng con, 20 đồng con này, cá sạch dưa nè mọi người, 4 đồng một phao, nhìn thấy đã chưa? Hôm nay không câu không có cái gì hết, chỉ có được mớ cá cơm đây nè. Dớt ít thôi cho không nhiều, ở nhà còn nhiều quá nên dớt ít thôi này mọi người. Mười đồng hả? Mới luôn, quá trời luôn kìa. 10 đồng nè.